Nè, nói cho nghe ông nội ở đây là ai ông nội? mới Nói cho ông nghe coi. mới đi lượm thêm đứa đi thùng rác về đây. Cái con mập địch này á, Ừ. là mẹ hàng bình, mẹ hàng bình tại chấm cũ mà phải hai người giữ mệt lắm. Thấy chưa? Và lộn xộn nè. Về Việt Nam cho như dự gầm nè. Nghe chưa? So we do acupuncture for the mother of the baby. And we're gonna do some pressure point in the ear. Bác, lại miệng dạng lộ thái hằng miệng bác, lại có miệng dạng lộ thái hằng luôn. So, like mother-child relationship in Oriental medicine. Treat the mother, treat the child. Nói dạng đi. Yeah. Give me one second, okay? So, say that. That would give baby more energy and relaxing, so the mother can sleep well. And now we do on the other ear. Right, bây giờ lỗ tai này. Đi đi làm răng giả không? Dừng lại, muốn nhìn đó. Okay, we got it. We got both sides now. Okay, good. Nhìn, nhìn chi?